không đau, không đau. Thôi nha, thôi nha. Con thấy sao? Chú giỡn, chú làm vậy. Dạ. Con thấy hôm nay sao? Dạ, con thấy hôm nay vui tại vì con không bị phạt. Làm sao không bị phạt được con ha? Bạn đã lột ghê thì chứ. Làm sao mà không bị phạt được? Nhưng không vui làm gì? Nhưng mà nhìn gần mặt chú lực sợ lắm. Chú đẹp trai mà. Con nhớ hồi xưa con nói chú lực sao hả? Dạ. Sao với chị Thương Trang đó? Con có nói hay ta? Con có nói mà. Thôi con thấy chú Tư Lực sao? Trời, chú Tư Lực là trung thành chị Thu Trang lắm á. Chú Tư Lực là trung thành chị Thu Trang lắm á. Con có trả lộn con chó của chị Thu Trang không? Con nói thật lòng, con thấy tướng tả chú Lực sao? Tôi bằng tuổi với ba con, đừng có giỡn với tôi. Sao, thấy tướng tả chú Lực sao? Chú Lực sang hơn. Cái nét nào mình toát lên cái vẻ sang của chú Lực? Từ cái đầu. Trời ơi, không vậy. Thưa quý vị, hình phạt đã đến. Rất đơn giản thôi. Ba người, mỗi người một ly nước đắng, định lượng 50%. Mỗi người ba quả trứng gà. Và mỗi người sẽ chịu đắp bột tinh thăng tra này vào, để tờ giấy lên giống như mình làm mặt nạ vậy. Một trong ba cái hả? Mỗi người đều phải trải qua những đau đớn. Rồi bây giờ tôi mới thấy cái vẻ mặt của con đó. Bây giờ con ăn rồi con mới hiện nguyên hình. Hồi nãy con vô con ngây thơ dữ lắm. Bây giờ khi con nghe người ta nói về những hình phạt, tôi thấy Tiểu Vy nè. Cái mỏ giật giật hoài luôn. Giống như hát tuồng vậy hả? Cười liên tục, cười mà sợ người ta phát hiện. Nhưng mà không kìm. Mời tiếp lực đầu tiên. Hả? Vy, mời con. Trời. Nước đắng giả tật. Em không được giả bà nha. Rồi qua đây. Nuốt hết luôn á. Con, ba trứng đặt vô trán chú. Đập, nó có bị chảy máu không ta? Không có gì chảy máu. Ủa tính đập thì chảy máu hả? Ra lấy cục đá kìa. Ủa con, sao mặt con bị dính gì đen đen vậy? Luôn. Sợ chú Lộc kêu là mặt con bị dính gì chứ chú lâu giùm cho con. Đây là thời điểm con trả mối hận đó. Đau không chú? Không đau, không đau. Con đập gì chưa chuẩn, con đập ở trên cho nó chạy chạy xuống, hiểu không? Dạ. À. Con bé ngoan à, nói cái đầu nghe đó à. Con đập nhẹ thôi, đập mạnh xuống chân người con. Dạ. Nhẹ là cho nó chạy xuống. Đau không chú? Đau. Rồi con đập nó bể được rồi, sao con đập giống như con tán vô đầu chú vậy Tiểu Vy? Vậy là đập nhẹ hả chú? Để con chậm xuống mà sao nó không bể vậy ta? Mạnh lên con, nhẹ quá. Mạnh nữa. Trời ơi, con làm vậy nó mới... Ây da, mấy cái miếng như vậy nè, nó đâm chúng mới đau đó con à. Nó làm nhẹ cho chú đỡ ẩu, cho chú đỡ ẩu, cho chú đỡ ẩu. Rồi, xét cái đen vô. Thấm vô đó. Xong rét lên cho nó đẹp. Rồi. Thật là buồn bã. Trời ơi, mình thua gì mà 3-1 luôn. Đây. Trời sao nhúng dữ vậy? Ừ. Quá trời luôn. Dữ vậy con hả? Rồi, đắp cái giấy lên đi con. Rồi, giữ im đó. Thật là khủng khiếp quá. Buông tay ra nào. Của Tiểu Vy, không phải đồng đội của em. Chuyển anh lên tuyến trên đi. Em thiết thấy là cái hình phạt này quá khủng khiếp. À. Cho nên hai cô gái xinh đẹp ở đây mình chỉ chọn một trong ba hình phạt thôi. Một trong ba cũng được, nhưng mà với điều kiện là phải vượt qua được câu hỏi của chương trình chứ đâu không được. Đồng ý không? Đồng ý là chứ sao, giờ tôi bị rồi, nếu mà tôi mà không đồng ý thì nói là tôi ép đồng đội tôi. Chứ thật sự trong tâm tôi là tôi không đồng ý đó, tôi không đồng ý đó. Tỉnh Đồng Nai là giáp với lại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Trời ơi chết rồi, tỉnh địa rồi. Ý nữa. Nếu thắng thì được chọn một trong ba. Nếu thua là cả ba cái này. Tỉnh Đồng Nai có những thành phố nào? Long Khánh nè, Biên Hòa. Chính xác. Em chọn nước đắng. Nước đắng. Uống qua 50 đi, hồi nãy nhả vô có một chút rồi. 50 lận, mới có 20 thôi. Em thấy chưa? Em phải uống một ót, bịt mũi lại. Em thấy chưa? Không phải, hồi nãy là em với chị Ngọc Đức phân tích nó, sao cái ly của anh Luật đậm quá, chắc là nước đắng có hai ly còn lại chắc nước sâm. Sâm. Sâm đắng, sâm ngọt, đúng rồi. Chưa hết 50 nha.
Chưa hết 50. 50 phải như tôi mới là 50. Rồi. Nuốt vô. Nuốt vô. Bằng. Quá trời. Nuốt vô. Đấy khung qua kìa. Khung qua kìa. Giang. Cho chọn chủ đề. Cái nào cũng được. Con học được không? Được. Cứu đồng đội đi nè. Được rồi, để anh ra tay. 3 cộng 5 nhân 2 trừ 6. 3 cộng 5 nhân 2, 5 nhân 2 là 10. 10 cộng 3 là 13 trừ cho 6. 5 4, 7 7 3. 7 7 7 7 đúng rồi không ạ? Được. Chắc chứ, nhân chia trước cộng trừ sau. Chọn. Cắn lắm quá chị. Cái này tốt mà, tốt cho dài dày lắm. Uống một hơi thôi đừng có nhấp, đúng rồi. Trời ơi, con bé uống hết luôn. Bà tốt cho bao tử đúng không? Quá tuyệt vời. Nhẹ chi cho trời. Hai cái lắc có vẻ cay con cú vậy. Đáng quá, mà sao tụi nó sướng quá vậy. Nói chứ, mấy cái này là ở nhà em uống hoài nên không sao. Như vậy là ngày hôm nay chỉ có một mình Tiểu Vi được hành hạ chủ lực mà thôi. Ủa đứng đó. Em mà chạy em chạy không lại tôi đâu. Do cẳng quen làm sao chạy lại tôi. Còn chờ kết chương trình nữa. Tiểu Vi qua đây con. Tới chơi một lần nữa còn thấy sao nào? Bé nó sợ thiệt chứ. Thôi nha. Thôi nha. Con thấy sao? Chú giỡn chú không làm vậy. Dạ. Con thấy hôm nay sao? Dạ con thấy hôm nay vui tại vì con không bị phạt. Làm sao không bị phạt được con ha? Bạn anh lụt ghê thì chứ. Làm sao con không bị phạt được? Nhưng không gì? Nhưng mà nhìn gần mặt chú lần sợ lắm. Chú đẹp trai mà. Con nhớ hồi xưa con nói chú lần sao hả? Dạ. Sao với chị Thu Trang đó? Con có nói rồi ta. Con có nói mà. Thôi con thấy chú Tư Lực sao? Trời, chú Tư Lực là trung thành chị Thu Trang lắm á. Chú Tư Lực là trung thành chị Thu Trang lắm á. Con mới trả lộn con chó của chị Thu Trang không? Ngày hôm nay thấy vui không? Dạ vui. Vui không? Dạ vui. Vui nhiều không? Dạ nhiều ạ. Nhưng mà hôm nay con cũng muốn được phạt nhưng mà... Ok, không ok phải, không phải phạt cái này, phạt cái hồi nãy cơ. Gì? Phạt cái đổ bột ạ. Thú là có hả? Cái này cũng là bột, sao không phải, không phải. Cái bột trắng này nè. Chi vậy? Tức là người con cũng sạch sẽ thì cũng mừng. Vậy là sạch sẽ hả? Vinh ơi, bắt lại manh để cho nó dơ cho nó mừng quá, không được. Bắt lại manh đi, đi. Đi. Điều khi tới anh phải có quà cho em. Cho chú sẽ có quà cho em. À, cho con. Thôi mà, đi đến mới ra bảy nụ thì có đã. Đi ra bảy nụ phải có một cái loại đặc sản, con hiểu không? Con đừng có vậy. Cho con đi nhảy vô vậy. Đó, hồi nãy con ịnh vô mặt chú nguyên một cái như vậy á, con thấy làm sao? Sướng. Ok, sướng chú cho con hết nha. Để đó đi. Được rồi. Trời ơi. Thật là sung sướng, quá trời tốt luôn. Đây là đặc sản của bảy nụ nha. Rồi, vỗ tay cho Tiểu Vi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Trước đây con đã từng tham gia một chương trình nào mà nó tương tự như thế này, vừa đóng kịch rồi vừa chơi rồi vừa tâm sự như này không? Dạ chưa. Con có tự tin là hôm nay con diễn kịch được với mọi người đây không? Con cũng không biết nhưng mà chắc là nhờ các cô chú ở đây. Cô chú. Đúng rồi. Đừng nói vậy. Hết sức lễ phép. Nè, thật ra ở đây có mình chú á, là tại vì biết con lâu rồi, tuổi cũng tầm bố mẹ con thì kêu bằng chú được. Còn đây là cứ kêu dì dạ thím. Cô Ngọc. À cô Ngọc hả? Với lại bà chị Ngân nè. Chị Ngân con ở dưới cái bè nè. Cái bè gì? Em ở Cái Lậy nhắc sai. Cái Lậy, chị Ngân Cái Lậy. Còn bên kia là chú Vinh Đà Nẵng. À. Còn ra bên này là chú Lực Bình Hưng. Tự nhiên cái mời con nít tới chơi chi gì thấy già ngang ngược. Trời ơi đâu có già nhiều đâu. Ủa? Ba mẹ của Tiểu Vi là gần bằng tuổi tụi mình rồi. Con đã từng coi được một vài đoạn nào trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân chưa? Dạ có rồi, Bảy Nụ Cười Xuân rồi. Nói chung là game vui là con coi. Tức là con cũng thích sự hài hước. Dạ. Tại vì cũng sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng không? Sao được. Chú biết? Tại vì đã đừng từng tham gia với cháu rồi. Sống một mình ở thành phố không ai lo, một mình phải bươn chải. Rồi nhiều khi nhớ cha nhớ mẹ một mình. Rồi cô đơn trong căn hộ. Ôi, ơi, nhắc chú tự nhiên. Bé nó tự nhiên nói cái thấy bé nó cô đơn dễ sợ luôn. Không sao, có mấy cô mấy dì ở đây lo cho con nha. Cô gì vậy? Hôm nay con được tham gia chương trình này. Cô đã từng coi rồi thì con thấy mấy cô mấy thím sao? Trời ơi, ủa sao thím luôn rồi anh? Vui à. Con thấy ở đây mấy cô nào đẹp nhất? Con. Trời ơi. Tại chú hỏi con không biết trả lời ai thôi, con trả lời con đẹp nhất. Con kỳ quá, qua hậu đẹp là chuyện bình thường. Hỏi mấy cô đây thôi nè. Chị tạo dáng cho bé coi, hôm nay bộ đồ chị giống. Đây,
Bây giờ con thấy cô già làm sao về nhan sắc? Thấy con sao con, nói đi con. Hồi nãy chị hỏi em tạo dáng sao, bây giờ em chỉ gì tạo dáng? Rồi con chỉ đi. Con hết dáng hả? Con để đưa cái dáng gì kỳ á? Cái tướng là tướng dáng salon bát đó con. Bị đau cổ. Cô giơ chân ra đi. Giơ chân ra. Rồi để nhìn tay vô cổ. Để tay vô cổ. Giơ tay lên. Trời ơi. Ủa? Em vừa nói là chuyện ấy da nữa. Đây. Ủa con hơi dáng. Nếu như mà tôi chấm điểm á, âm 7 điểm. Ủa cái dáng gì kỳ vậy? Dáng này là dáng gì? Cái ý nghĩa gì vậy em? Thoát vị điểm đệm. Không, tại vì con hay chụp hình á, nên là kiểu dáng đâu tay, đâu chân, rồi đâu lưng, dậy dậy đâu đầu vậy đó. Nên là con chấm cô tạo dáng thì là 10 điểm, nhưng mà... Thần thái hả? Thần thái 10 điểm. Wow. Nhưng mà cô không đẹp bằng... Được điểm tạo dáng. Đi qua bên đó đi. Trời. Không, thần thái 10 điểm, mình không đẹp nhưng mà mình đặc biệt. Đó. Cứ nhắn cái chữ không đẹp hoài vậy ta. Thôi nhưng mà bé nói chị đặc biệt, thấy không? Giống như đôi giày em phối cho chị đó. Đúng vậy, giải đặc biệt chỉ có một giải thôi. Mặc dù không có dịch trúng. Tất cả các người còn lại là giải khuyến khích hết. Vậy đi. Đừng cho con bé nói nữa nha. Con bé nói nữa quê lắm á. Rồi. Con đã từng thấy ai diễn hài mà đẹp hơn chị Dạ chưa? Ủa sao chú không hỏi chị Ngân hoặc là chị Ngọc mà sao chú hỏi hoài chị Dạ vậy? Sao giờ không thích hỏi chị? Không phải, tự nhiên chị hỏi chị hoài xong rồi bỏ mặt hai chị này kỳ. À, wow, rồi okay, bỏ mặt rồi. Đó sự với hai chị rồi, mình bé lên tinh tế. Bây giờ không hỏi phụ nữ nữa, hỏi đàn ông được không? Dạ được. Con nói thật lòng, con thấy tướng tả chưa lực sao? Tôi bằng tuổi với ba con, đừng có giỡn với tôi. Sao, thấy tướng tả chưa lực sao? Chưa lực tàn hơn. Này, nghe lời chú đập tay chú cái coi. Đập tay chú một cái. Đừng đập tay, đập chú mặt tôi nè. Không biết tại sao baby nói là chú lực sang hơn chú Giang không? Tại vì bụng chú lực bự hơn. Bụng chú Giang người ta nói bụng bự thì sang mà. Còn bụng bự thì sao? Ủa sao nó hết rồi, nó nhỏ lại rồi. Đâu có em làm gì có bụng gì đâu. Mà con thấy chú lực sang thiệt hả? Dạ cũng sang. Cái nét nào mình toát lên cái vẻ sang của chú Luật? Từ cái đầu. Từ cái đầu. Trời ơi. Không vậy. Trừ cái tóc là còn giữ mặt mũi, trừ cái đầu là anh mất mặt luôn rồi đó. Trời ơi. Trừ cái tóc ạ. Trừ cái tóc đi. Trừ cái tóc đi đúng không? Hai lần đau. Thêm một lần đau nữa là thêm hai. Thêm một lần đau là hai. Rồi bây giờ hỏi về diễn xuất này, cô thấy chú Luật diễn hài mắc cười không? Dạ có. Cô thấy anh Vinh sao? Quá. Chú Vinh đó chứ mày anh đâu. À chú Vinh đúng rồi, chú Vinh. Chú Vinh sao? Dạ, trẻ. Trẻ. Trẻ hơn ai? Tất nhiên phải trẻ hơn chú Luật rồi. Ủa mà trời ơi, nó trẻ hơn chú Giang sao anh mắc cười? Trẻ hơn ai? Chú Luật già sang. Vậy phải là đẹp lão á. Khen quá trời rồi, muốn gì nữa đại ca. Chú Lực không nói trẻ chú Lực mà kêu chú Lực già sao. Chú là thuộc thế hệ 8X. Chú Vinh rồi chú Giang cũng bằng chú vậy đó. Mà con dùng cái từ già sang nghe giống như chú là chú của chú Giang luôn á. Ủa vậy thôi chú trung niên sang. Trung niên sang. Ok đúng rồi, trung niên đúng đổi mà. Trời có gì đâu. Hay lắm. Bây giờ mình bắt đầu chia đội ha.
đúng không? Con là thể lực là con được nha. Thể lực là ổn nè. Chương trình ngày hôm nay đặc biệt là những câu hỏi về trí tuệ thôi. Trời ơi, cái đó là sở đoản của chú và dì dạ con. Đội con chắc là ổn chú. Ổn đúng không? Dạ. Thưa quý vị, vòng đầu tiên xin được phép bắt đầu.